ở đây quốc gia nào thì mình chọn quốc gia đó, đồng ý điều khoản. Các bạn có cái ví hoặc là tài khoản gì đó mình thêm, không thì bấm no nha. Ở đây đặt tên đường, đặt tên đường bất kỳ ở Việt Nam là được các bạn. Phần nào không bắt buộc các bạn bỏ qua. Thì các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn đặt quận mấy cũng được ha. Thì mã zip code thành phố Hồ Chí Minh là 70.000 hoặc là 71 gì đó, có số 7 đầu là được. Số điện thoại thì mình nhập số điện thoại bất kỳ thôi. Mã dùng cộng 84. Rồi ok, ngon lành rồi các bạn. Đó cái gì vậy thôi. Các bạn cứ tạo này, các bạn tạo 50 cái cũng được nha. Rồi nhập lại tài khoản. Alo, xin chào các bạn. Này là cái điện thoại nó bị quên tài khoản iCloud khóa cho chủ sở hữu nè các bạn. Mình thường gọi là dạng như màn hình hello nha. Để mình ghim vô máy tính mình xem từ nó là máy gì, iOS máy đây. iPhone X, iOS khá là cao nha các bạn, 16.7.12 nè. Thì các bạn trên máy tính phải cài Biotool, iTunes đầy đủ. Driver thì phải chuẩn chỉ nha. Nếu driver các bạn bị lỗi á, thì các bạn vô phần Toolbox nè. Rồi phần iTunes, các bạn sửa cái driver lại. Các bạn sửa xong á, thì nó phải xanh lè xanh lét như vậy nha các bạn. Sau khi driver đầy đủ á, các bạn mở cái tool lên, mình tiến hành mình bypass nha. Sau khi cái tool nó nhận cái máy á, đầu tiên các bạn phải get cái file hello, có nghĩa là mình backup cái file hello các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách mình ram disk ha, không có cần jailbreak nha. Các bạn đợi cho nó backup cái file hello thành công á, nó hỏi là mình có muốn đưa cái máy về chế độ recovery hay không. Thì các bạn bấm yes là tự động cái tool nó đưa cái máy mình vô chế độ recovery, là chế độ cáp đĩa, chế độ giống như là cộng dây dù á nha các bạn. Mình thường nói vậy cho nó dễ hiểu ha. Rồi bước số 2 là mình vô chế độ bonus DPU. Các bạn nhớ cho mình là vô chế độ DPU ở những cái máy mà không có phím home á, thì nút nguồn với lại giảm âm lượng nha. Các bạn bấm chữ start nè. Rồi nhanh tay nhấn giữ giảm âm lượng với lại phím nguồn. Giữ khoảng 4 giây các bạn buông phím nguồn ra, tiếp tục vẫn giữ giảm âm lượng nha. Rồi bắt đầu cái tool nó chạy nè các bạn thấy không? Máy mình vô DPU là cái tool nó chạy. Lúc này tự động nó vô chế độ dạng như là bonus DPU á, chế độ DPU đặc biệt nha. Thì lúc này thì mình đợi thôi. Trong quá trình mình đợi thì mình để bên góc trái cái device manager, cái driver nó có lỗi hay là nó bị gì thì mình sửa nha các bạn. Các bạn đợi một lát là nó sẽ vô chế độ bonus thành công. Nói chung là cũng tùy cái máy tính ha. Máy tính các bạn cũng có loại chip này chip kia, máy thì vô nhanh, máy thì vô lâu nha. Sau khi vô chế độ bonus thành công á, tiến hành mình boot ram disk. Các bạn phải nhớ chọn đúng cái iOS nha. Trên cái tool nó có sắp xếp đầy đủ nè. Driver thì phải là USB driver mình mới bấm boot ram disk được nha các bạn. Rồi khi này thì nó tải cái file trên server chủ về, rồi bắt đầu nó ram disk cho mình. Nếu mà các bạn tải lỗi thì mình qua cái phần này nè. Tải ha. Tải rồi mình chép vô C trên cái hướng dẫn nó có hết nha các bạn. Cái tool này các bạn muốn chạy được thì mình phải order series nha. Nói chung nó cũng không đáng kể đâu các bạn. Thì chủ yếu có kinh phí để duy trì server ha. Các bạn cần thì liên hệ với mình. Mình order cho các bạn chạy nha. Rồi lúc này thì các bạn cứ đợi cho nó boot ram disk. Nhớ là dùng cái cáp bình thường thôi nha các bạn, hạn chế chạy cáp C nha. Cáp C thì nói chung nó vô mấy chế độ bonus hay là DPU nó cũng khá là kén. Sau khi mình boot ram disk thành công á, thì bước số 4 mình kích hoạt hello. Nhưng mà tùy nha, các bạn đợi xíu ha. Trên này nó có cái hướng dẫn nè. Rồi khóa OTA, khóa cập nhật gì hết. Cái phần skip á, có nghĩa các bạn chọn vô thì nó sẽ bypass, nó vô menu chính luôn. Hôm nay chia sẻ với các bạn là mình tạo cái tài khoản ID Apple mới ngoài màn hình luôn, là mình không có bấm chữ skip nha các bạn. Rồi lúc này thì mình đợi cho nó bypass. Cái này là bypass mình dùng wifi thôi các bạn. Hiện tại thì bypass sim server nó chưa chạy lại nha, nó còn bị lỗi ha. Thì trước mắt thì mình bypass dùng wifi trước đi. Sau này bypass với nghe gọi được á, thì mình làm sao cũng được nha. Sau khi nó bypass thành công á, nó vẫn là còn màn hình hello nha các bạn. Giao nãy là mình bỏ cái ô skip á, có nghĩa là nó kích hoạt xong á là nó vẫn còn ở màn hình xin chào nè, để mình tự mình kích hoạt thủ công nha. Lúc này thì các bạn cứ kích hoạt bình thường như trên màn hình thôi, chọn ngôn ngữ,
rồi các bạn cứ kích hoạt. Nhưng mà để cho mình kích hoạt tới cái bước mà giống như là nó tạo tài khoản ID Apple, chia sẻ với các bạn cách tạo 1000% thành công luôn nha các bạn. Đéo tin. Rồi khi này thì nó hỏi nhập tài khoản mới nè. Các bạn có tài khoản cũ thì các bạn nhập vô. Còn nếu mà tạo mới thì ở đây nó có phần tạo miễn phí nè. Tên họ thì các bạn đặt cái gì cũng được ha. Rồi chút nữa mình sửa sau. Ngày tháng năm sinh thì các bạn nhớ đặt cho mình là phải trên 18 tuổi nha. Các bạn đặt không đúng thì lát mình sửa cũng được nha các bạn. Ở đây thì có một địa chỉ mail thì các bạn điền vô. Các bạn chưa có thì bấm tạo mới nè. Thì các bạn nhập một cái địa chỉ nào bất kỳ, cái tên gì đó, nhưng mà nó không có trùng với ai là được các bạn. Rồi các bạn bấm tiếp tục. Rồi cứ tạo thôi. Tạo ở đây là cái đuôi icloud.com nha. Rồi mật khẩu thì các bạn đặt cho mình là 8 ký tự có chữ hoa, chữ thường, là không có trùng với những cái từ, không có trùng những cái ký tự mà dạng như cái tên hồi nãy nha. Ở đây là nhập số điện thoại xác minh hai bước. Các bạn cứ nhập đại một số đi thì mình xác minh sau cũng được nha các bạn. Rồi bấm tiếp theo, nó sẽ gửi cái mã OTP về số điện thoại cho mình. Ở đây thì các bạn nếu mà không có cái sim sẵn á thì bấm xác minh sau nè. Do nhiều lúc các bạn đâu có cái sim sẵn đâu mà các bạn xác minh liền ha, thì các bạn bấm để sau cũng được nha. Rồi cứ net kích hoạt vô trong. Cái này là ok nè các bạn, nó báo như vậy là ok nha. Cái này khách hàng dùng iPhone X mà bị tài khoản hay sao mà quên mất tiêu rồi. Nhờ mình bypass thôi, sẵn mình tạo cho cái tài khoản mới luôn, chia sẻ với anh em nha. Mời đẹp. Rồi sau khi mà mình kích hoạt thành công mình trở lại vô menu chính nè. Rồi mình kiểm tra lại hoàn thiện cái tài khoản mới luôn nha các bạn. Cái này là chưa xong đâu các bạn ơi. Cái này là mới có giống như là mình tạo iCloud thôi. Còn mình chút mình nữa, mình phải là giống như là hoàn thành cái tài khoản để mình tải app game đồ này kia nha. Đó, chuẩn chỉ nè các bạn. Các bạn cứ tạo theo giống như video là được nha. Cái này muốn thì xác minh sau, xác minh số khác các bạn cứ bấm vô. Rồi nhập cái số khác là được. Giờ để mình tải thử một hai cái game hay là ứng dụng gì đó nó có báo lỗi gì không, mình chỉnh sửa cái ID Apple cho nó hoàn chỉnh luôn nha. Bấm YouTube nè, tải về. Rồi các bạn nhập cái mật khẩu lúc nãy mà mình đặt á. Bấm tiếp theo. Ở đây thì nó bắt mình xem xét nha các bạn. Đó, các bạn đợi một xíu nó sẽ hiện cái chữ xem xét nè. Có nghĩa là mình phải hoàn thiện cái tài khoản ID Apple này ha, để mình mới mua được những cái game hoặc là ứng dụng trong cái kho Apple Store nha các bạn. Ở đây quốc gia nào thì mình chọn quốc gia đó. Đồng ý điều khoản. Các bạn có cái ví hoặc là tài khoản gì đó mình thêm, không thì bấm no nha. Ở đây đặt tên đường, đặt tên đường bất kỳ ở Việt Nam là được các bạn. Phần nào không bắt buộc các bạn bỏ qua. Thì các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn đặt quận mấy cũng được ha. Thì mã zip code thành phố Hồ Chí Minh là 70.000 hoặc là 71 gì đó, có số 7 đầu là được. Số điện thoại thì mình nhập số điện thoại bất kỳ thôi. Mã dùng cộng 84. Rồi ok, ngon lành nè các bạn. Đó, cái gì vậy thôi. Các bạn cứ tạo này, các bạn tạo 50 cái cũng được nha. Rồi nhập lại tài khoản. Khi mình tải ứng dụng á, nó hỏi là giống như mình có muốn lưu cái tài khoản này lại không, để lần sau tải mà không có hỏi mật khẩu á. Các bạn thích lưu thì bấm Z. Đó, cái này nè, khi mình tải về nó hỏi bạn có muốn lưu tài khoản để những lần sau các bạn bấm lưu. Rồi sau đó các bạn cứ bấm cho nó chạy thôi, nó không có hỏi mật khẩu nữa ha. Rồi giờ mình sẽ reboot cái máy lại để xem thử nó có bị văn ngặt tích hay là gì không nha các bạn. Quá chuẩn luôn. Cái này thì mình bypass, nói chung mình chia sẻ với anh em cũng khá là chi tiết ha. Anh em nào có ủng hộ kênh á thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Sau khi khởi động lên rồi các bạn, ngon lành luôn nha. Đó, như vậy thôi. Các bạn có những cái máy nào từ iPhone thấp đến cao á, nói chung là ít đổ lại á, thì mình làm cái tool này ok nha các bạn. Các bạn nào chưa đăng ký kênh á thì vô cái kênh của mình nè, đăng ký giúp mình, đợi những video mới mình ra sau cho các bạn xem nha. Rồi, cảm ơn.